Ngày này mình mục mà hôm mùi mục cứ thuở bài thái bóng phổn đó xa tại ôn kiếm cột lọp nơi thay chỉ dù chăm chẳng hai cột có chẳng bằng hai mục mà hôm mà mục này đó xa tại vì mình ruột chết ngồi chẳng hai vị thi thuở cứ ọt lầm bạc tê nghề nghề cứ dân mình tại sẵn đáy cua chỉ mùi nâng sạch trục bay chọn chẳng á hay chỉ đồng bông phong đáy cứ dân chập đàm tàu bài sẵn đáy cua cứ lọ lọ khlang mẹn tên ba nì dây tớ cứ lọ mẹn tên tại đó hay sân đại cua ni phong đấy cứ miên chmu tha sân đại cua quen chẳng na nâng ngay dậy lệ như na bằng phổ nơi xa tại sân đại cua ni cứ ply vi quen quen là o khăn mẹn tên đó bên chẳng tới khi ông ở đăng tha hay tha sân đại cua ấy đây còn tự đăng tha đau viết cứ kêu sân ngặt hay ply lòng quen quen tại một đó nâng ngay nực hơi đòn một mà hôm mà một nắng cứ khi ông khan hôm vú ai tăng bị khi ông tàu thay một mà lại hay khi ông จ้าเจ๋งปีประเทศไทยมอคือประหารจีบวนปรำประมุ่ยชนะไม่จังให้ขยมเรียงเพลิดได้ดอกเปิลโอนกิมจุยรมเลิกสลับแต่นักเคยเคลียนจังทัวโฮมจังนะให้มกมโฮมมกนี่ใหญ่เต้าอัดประมาทเฟอร์เต๋อปัวทาวีโดยแต่ยังชาใส่จุกจมวยนังสันได้กลัวทอมดาได้ตัวแต่ยังดักจมวยนังเครื่องไก่เครื่องนังคือเฮาทาเครื่องไก่หรือมวยก็เครื่องแกงจังนะบองปอนตามบองปอนเฮา นังไงเฮาอดโดยគ្នាแต่มีบ่าวๆคลาสก็គាត់ហៅគ្រឿងកែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបេះសណ្ដែកបានហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកសណ្ដែកយើងមកហាន់ហើយយកលាងទឹកឲ្យស្អាតបានអញ្ចឹងណាអូនគីមគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមកហាន់សណ្ដែកគឺហាន់បែបហ្នឹងនិយាយរួមទៅគឺហាន់តាមចំណូលចិត្តបងប្អូនទេបើបងប្អូនចូលចិត្តហាន់ប្រវែងណាក៏ហាន់ប្រវែងហ្នឹងទៅបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺចូលចិត្តហាន់ ប្រវែងនឹងឯងហើយខ្ញុំក៏ជួយដែរខ្ញុំមិនមែនទំនេរអត់ប្រយោជន៍ទេណាបងប្អូនគឺខ្ញុំជួយសម្បកខ្ទឹមសឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងណាហើយអូនគឹមក៏គាត់ហាន់សណ្ដែកបណ្ដាគាត់ញញឹមបណ្ដានិយាយគ្នាលេងជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាញ៉ៃគ្នាតិចអីតិចអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនិយាយលេងណាតាមពិតទៅយើងធ្វើម្ហូបយើងត្រូវតែញញឹមជាប់ជានិច្ចកុំឲ្យធ្វើមុខក្រញ៉ៅយើងត្រូវនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងណាញញឹមផងអ
sạch cua rồi hãy cọt ở nhóm nắng hàn sạch trùng mà đòn hai nhóm nắng cọt sâu phân hàn ấy đài bóng ổn hai nhóm chập đâm hắn cứ hàn bẹp nị anh phùa tha sạch trùng bay chuẩn dương hàn ở chọp bay phong chọp khlanh phong hai nâng chọp sạch phong cứ hàn tự tưng bẹp nâng máu tơ bây đại dân hộp tốc cư vì miền ruột chiệt cho người chẳng nha bọn bọn nắng ngày ní cư vì thi thơ rồi bọc nhóm tại bọn bọn thơ khó bị nhóm ấy chui không mình bà phong á bọn bọn mình to bị nhóm hàn sạch chụp hai nhóm co chập đam tỏ hàn cô tâm mùi cô đã tới hai miền tâm so tiết dân đâm tâm so đâm ấy dân hàn ôi vì là ảnh chẳng na bố tha dân dọc tâu bùng bọn ôi vì chập ngồi chẳng hai dân trâu tại đâm tâm so nâng bình tích tới hai dân chập đam chẳng chăm vì ôi ắt bẹp ní mau nâng ngày dạy tư ca nghe pro ca nghe say ấy cái đời ơi thì dân chạy chui khnía tờ vì hai chập chập hay cùng ơi và chăm khnía bằng ổn chẳng hai dân trâu thì chạy chui khnía bằng toa mau nhóm thơ ca nghe nhóm rồi rồi hai ôn kiếm cỏ chập đam lơ tia đã lơ phơn chẳng na hay bằng toa mau cứ dân tục ơi việc đau mình tay tàu bùa thà mình cái đau nâng thơ mà hộp tàu vì bà nâng ngày lơ nhóm cỏ chập đam chui đại nhóm mình coi nghiêm tề cả chiêm manu pro trâu từ che ca nghi cướp giang bằng phổn chẳng hai dương trâu từ che chui khnề cầm oai và chạm khnề chẳng na hai bàn to pi tẹt đau hai cò chập đam chạ khlang cứ bền cha dương nắng chạ chồn mau hai dương bắt chạ tràn bay tè phuột tha sạch trục đại dương giọt một cha nắng cứ vì miên khlang sạp hai cứ sạch trục bay chuẩn tay từ miên chọp khlang chọp anh chẳng na chẳng hai dương bắt đã tràn tè dương đã ta làm mua mau bẩm quang tâm so bỏ dương oai ngồi tới ba này tha pe là dân cha du du tới sai chụp bay chọn vì tay để chèn khay màu anh chẳng dân bài đã tràn đề mình to mọc cái dân đặt tâm soi dân bồng phong ở ngồi ở riêng du mình tay giá bao bồng phong mà phải tế vì ở ngồi đề nàng ngày mình to mọc cứ đặt score mùi sạp bìa máu nàng ngày đặt tam chấm nồi chặt bong phong tức nhom đăng thả bong phong cho chặt anh bảo phần na tại nhom cho chặt anh bảo phần nắng cứ nhom đặt bảo phần nàng anh bong phong hai mình to mọc cứ dân đặt kêu càng rưu
ឬមួយក៏គ្រឿងកែងរបស់យើងហ្នឹងទៅខ្ញុំចូលចិត្តគ្រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យវាខាប់ល្អអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយក៏យើងកូរវាឲ្យឈ្ងុយហ្នឹងឲ្យដាក់ច្រើនអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យវាពេលដែលយើងឆាទៅវាជាប់នឹងសណ្ដែកជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយកុំភ្លេចដាក់ទឹកត្រីបន្តិចផងដើម្បីបំពងឲ្យវាឈ្ងុយទៅជាមួយនឹងគ្រឿងហើយបើវាស្ងួតពេកមានតែយើងដាក់ទឹកថែមបន្តិចទៅគឺទឹកធម្មតាយើងហ្នឹងមិនមានទឹកអីទេបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមឆាឲ្យគ្រឿងឈ្ងុយហើយឃើញថាឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងហាន់រួចអំបាញ់មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំហាន់ដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងសាច់ជ្រូក3ជាន់មានជាប់ខ្លាញ់ជាប់ស្បែកហើយក៏ជាប់សាច់ហ្នឹងដាក់ចូលមកហើយយើងឆាឆ្លឆ្លទៅហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់វិជែងមួយចុងស្លាបព្រាបាយមកហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកគឺយើងឆាជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យរលាយស្ករវិជែងអីហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងដាក់ទឹកថែមបន្តិចមកគឺទឹកធម្មតាដដែលហ្នឹងដោយសារតែគ្រឿងហ្នឹងគឺវាលេបខ្លាញ់ខ្លាំងតែម្ដងហើយសាច់ជ្រូកយើងក៏វាអត់ទាន់ចេញខ្លាញ់ដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ដាក់ទឹកថែមបន្តិចដើម្បីឲ្យវាសើមខ្ទះកុំឲ្យវាខ្លោចតាខ្លោចអត់ឆ្ងាញ់ទេហ្នឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់បងប្អូនទេបងប្អូនដឹងដែរតាខ្លោចដែរឆ្ងាញ់ហើយណាគេចង់ធ្វើម្ហូបឲ្យខ្លោចហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់ពីសាច់ជ្រូកយើងឃើញថាឆ្អិនល្អហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្ដែកគួរដែលត្រៀមទុកអំបាញ់មិញហ្នឹងគឺដាក់ចូលមកហើយបន្ទាប់មកឆាត្រឡប់ជាមួយនឹងគ្រឿងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកអីទៅឲ្យវាសព្វគ្នាដើម្បីឲ្យទន់ម្លែងអញ្ចឹងណាយើងឆាអស់រយៈពេល1សន្ទុះហើយមិនដល់កន្លះម៉ោងទេប្រហែលជា5-10នាទីឬក៏15នាទីយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏ដាក់ជាមួយនឹងសន្លឹកខ្ទឹមចូលមកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លក់មើលអរឃើញថាដូចជារសជាតិឆ្ងាញ់ហើយស្នាដៃអូនគីមហើយរឿងអីមិនឆ្ងាញ់នោះបងប្អូនមិនបាច់ភ្លក់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងហើយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានអូហុយហុយក្តៅក្តៅឈ្ងុយឈ្ងុយអូយពិតជាឆ្ងាញ់ហើយថ្ងៃនេះគឺឆ្ងាញ់ទៀតហើយបងប្អូននិយាយរួមទៅស្នាដៃអូនគីមគឺឆ្ងាញ់គ្រប់មុខម្ហូបតែម្ដងណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំថាខ្ញុំនឹងមិនបានហៅដាក់មួយម៉ាត់ទៅអូឆ្ងាញ់ខប់តែម្ដងមើលតែមាត់អូនគីមក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងហើយបើមើលមាត់ខ្ញុំអត់ឆ្ងាញ់ទេព្រោះថាខ្ញុំហូបអត់មើលទៅអត់តំណងហ្នឹងហើយនិយាយលេងណាគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរមានអត់មើលទៅឡើងតំណងតែម្ដងឥឡូវមិញហ្នឹងខ្ញុំកាន់វារៀងក្តៅពេកអញ្ចឹងហើយដាក់ចុះមកក្រោមតែម្ដងទៅហើយចាប់ផ្ដើមហូបនិយាយទៅហូបអត់មានបាយទេដោយសារតែគ្រាន់តែភ្លក់ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យដឹងថាម្ហូបហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ប្រហែលជាអត់ធ្លាប់ធ្វើហូបទេមែនអត់ហ្នឹងហើយបើអត់ធ្លាប់ធ្វើហូបទេអាចធ្វើហូបបានណាបងប្អូនគ្រឿងហ្នឹងគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនយើងយកទៅធ្វើដាក់ជាមួយខ្ទិះដូងជាពិសេសសម្លដែលមានដាក់ខ្ទិះដូងគឺដាក់គ្រឿងហ្នឹងត្រូវគ្នាតែម្ដងដាក់ទៅឡើងឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងណាបងប្អូនមើលតែមាត់អូនគីមក៏ដឹងដែរថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណា